Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn. Xin giới thiệu bạn, tôi là Luân, đến từ phòng khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Điều hành của tôi trong chuyến đi này có anh Lợi các bạn ạ. Hiện tại hai anh em chúng tôi đang lên trên đường lên nhà anh Trung ở khu vực Thanh Sơn, Phú Thọ để khảo sát thiết kế cho anh một ngôi nhà vườn mái Thái các bạn nhé. Mời quý vị các bạn cùng theo chân anh em chúng tôi lên nhà gia chủ để cùng tìm hiểu quá trình khảo sát của anh em chúng tôi ạ. Vâng, xin chào tất cả các bạn, xin thiệu bạn tôi Luân đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì anh tôi đang đứng ở khu đất nhà anh Trung, Vũ Tiến Trung ở khu vực Thanh Sơn, Phú Thọ nhé. Anh sẽ xây ở đây một ngôi nhà vườn mái Thái kiểu tân cổ, nhẹ nhàng chút thôi, nhưng mà cái sảnh nó phải có cái vòm nhé. Yêu cầu sảnh nó có vòm. Anh sẽ xây ở giữa cái sân kia ra đến đây. Đất thì rất là rộng, làm 5 phòng ngủ, trong đó có một phòng ngủ master cho hai vợ chồng, một phòng ngủ đôi cho ông bà không cần nhà vệ sinh trong, nhưng hơi rộng hơn chút, được kê hai giường đơn và ba cái phòng ngủ nhỏ khoảng 12 m², một phòng khách cộng phòng thờ, sau rồi kê được cái phòng, kê được cái sập nhá. Đấy, kê được cái sập. Đấy, rộng rãi chút, nhà con trưởng hay dỗ bàn ở đây. Đấy, nền đất đây nền đất cứng rồi, đất đồi. Đất đây đất đồi bác nhỉ. Vâng, đồi cứng đấy. Còn nước thải ra đây nhá. Thải nước ra đây này. Đấy, ra trước nhà. Cấp điện cũng ở trước nhà đúng không bác? Cấp điện mình lấy cột nào bác nhỉ? Cột đấy à bác? Vâng ạ, đây cái cột đấy nhá, gọi là trước nhà luôn nhá. Đấy, cảm ơn quý vị các bạn nhá. Còn nước thì chỉ ở trên nguồn, nước trên nguồn xuống các bạn nhá. Đấy, cảm ơn quý vị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại nhá.